cuốn thứ 5 trong cái bộ sách diện trần căn bản ấy, Dư Khí Công, Bùi Quốc Châu, của thầy Bùi Quốc Châu. Thì đây là cái cách thở do thầy Bùi Quốc Châu chế ra. Đó, cách thở này để tìm ra, thầy tìm ra năm 1965 trước khi tìm ra diện trần 15 năm. Thì thầy nói rằng ấy, cái bí quyết để thầy tìm ra diện trần và các phương pháp khác ấy, là nhờ âm dương khí công. Và thầy nói rằng âm dương khí công chính là bảo vật chấn môn của diện trần. Trước đây môn này thì ít được phổ biến, nhưng mà những năm gần đây ấy, thì đã được đưa vào trong các lớp giảng dạy diện trần. Tại vì nó rất là vai trò rất là lớn cho người thầy diện trần. Khi mà người thầy diện trần mà học được cái âm dương khí công ấy, thì nó giúp cho chúng ta là có thể là gì, tăng cường cái sức đề kháng và chống lại cái thuyết bình thông nhau từ bệnh nhân. Và cái quan trọng nhất của diện trần của âm dương khí công ấy, là thầy nói rằng ấy, khi mà có âm dương khí công ấy, thì thầy cảm nhận được sức khỏe và trí tuệ của thầy ấy, tăng lên gấp 3 lần người bình thường. Tuy nhiên theo mình ấy, thì thực ra trong hàng ngàn năm qua thì rất là khó tìm ra được một người như thầy Bùi Quốc Châu. Trong lĩnh vực y học thì có những cái đại danh y rất là lớn rồi, tuy nhiên thì để tìm ra những người phát minh ra được một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh mới như thầy Bùi Quốc Châu rất là khó. Thầy nói là trí tuệ sức khỏe của thầy tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường, tuy nhiên thì theo mình thì thầy gấp nhiều lần người bình thường. Thế thì người bình thường của mình chỉ cần học được cái môn này mà tăng lên sức khỏe được khoảng 20-30% đã là rất là quý rồi. Gọi là những người mà hoạt động trong lĩnh vực gọi là về sức khỏe chẳng hạn, về nước sức khỏe bảo vệ chẳng hạn, thì chỉ cần tăng lên khoảng 5% sức chiến đấu rồi đã là lợi thế chiến đấu rất là tuyệt vời rồi, đúng không nào? Thế thì người bình thường mình chỉ tăng lên một vài phần trăm nữa là rất là đáng quý rồi. Trong khi đó là thầy nói là có thể tăng lên gấp 3 lần người bình thường thì quả là vô giá. Cho nên là thầy nói là cuốn này là cuốn bảo vật chấn môn. Đấy, bảo vật chấn môn, âm dương khí công và diện trần là song kiếm hợp bích, song kiếm hợp bích. Thế thì cái cách thở của cái môn này như thế nào thì thực ra nó cũng không khó đâu. Tại các lớp học của mình thì mình hướng dẫn cho mọi người chỉ mất độ khoảng 10 phút để thở được đường âm. Sau đó là mọi người về tập trong vòng một tuần. Mọi người sẽ thở đường dương trước. Sau đó mọi người một tuần sau mọi người lại tập đường âm. Thì mình hướng dẫn tổng cộng là khoảng 20 phút. Thì quả thực là khi mà các bạn mà tập được âm dương khí công ấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái sự tinh tế, sự cảm nhận với thế giới tự nhiên, với cảnh quan môi trường xung quanh, đối với con người và sự nhạy bén, tư duy đầu óc ấy, nó sẽ thay đổi hẳn. Rồi trong âm dương khí công thì chia ra thành hai đường âm và đường dương. Thế tại sao lại gọi là âm dương? Đấy, tức là dương là những cái đặc tính nóng này, đặc tính hưng phấn này. Đấy, âm là lạnh này, là ức chế này. Thế thì theo như đông y cổ truyền là âm dương mà mất quân bình thì sẽ sinh bệnh. Thế thì khi mà âm dương cân bằng ấy, thì sẽ không sinh bệnh nữa, đúng không nào? Thế thì môn âm dương khí công của thầy ấy, khi mà thở giúp cho âm dương cân bằng, tức là ví dụ khi mà mùa hè về mình muốn người mình mát đi thì mình thở đường âm, mùa đông về nhiều lạnh nhiều thì mình thở đường dương. Như vậy khi mình thở âm dương, cơ thể mình cân bằng thì tức là gì, nó sẽ chống lại mọi bệnh tật. Thì đây quả thực là một cái phương pháp thở rất là đáng quý. Nếu mà thở được mình cảm thấy mình rất là sảng khoái và mình sẽ phòng chống được các bệnh do âm dương mất cân bằng. Đấy, thì mình thấy là thở không khó. Tuy nhiên trước đây ấy, mình thở nó rất là khó khăn khi mà mình tự đọc sách. Tự đọc sách thì thầy viết rất là cô đọng xúc tích. Tuy nhiên thì bước đầu ấy, muốn thở được thì các bạn cũng phải đọc kỹ sách cái đã. Các bạn phải hiểu nó là thế nào. Sau đó các bạn có thể tìm học từ xa qua các khóa online. Ví dụ trong tương lai mình sẽ dự định là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ xa học về môn âm dương khí công này. Hoặc là các bạn mà tìm học được trực tiếp cái khóa âm dương khí công của mình do mình giảng dạy ấy, thì rất là tốt rồi. Đúng nào, thì các bạn cũng chỉ mất trong một khóa cũng chỉ mất độ khoảng vài buổi là các bạn sẽ tập thành thạo được cái môn âm dương khí công này. Thế thì hẹn gặp các bạn là tập ở trên lớp với mình, hoặc là các bạn trước mắt các bạn có thể tìm mua sách để các bạn học trước và tập trước, và có gì liên hệ với mình để mình có thể hướng dẫn từ xa được cho các bạn được nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tập thành công.